Chào các bạn, hôm nay trong video clip này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cặp loa JBL L26 đề cát phiên bản mũi lồng chảo. Thì hôm trước trong những video cách đây khoảng vài tuần thì mình có giới thiệu đến các bạn dòng JBL L26 đề cát phiên bản mũi lồi. Thì phiên bản mũi lỗ và mũi lồi nó hầu như âm thanh nó còn có những điểm khác biệt một tí xíu. Ở trong phiên bản mũi lỗ thì nó riêng cá nhân mình thì cảm nhận cái tiếng bass nó có phần nổi trội hơn một chút xíu so với dòng mũi lỗ, do so với dòng mũi lồi. Dòng mũi lỗ nó tiếng bass mình nghe, cảm nhận lâu thì chúng ta nghe âm trầm rất là thích. Thì nhắc lại một chút thông số về đồ loa JBL L26 đề cát là phiên bản nối tiếp sự thành công của L26 thường. L26 đề cát có được sản xuất vào năm 1973 và dòng này được tái bản rất là nhiều lần cho đến năm 1978 thì hãng mới ngưng sản xuất. Loa có thiết kế thùng gỗ màu vàng, gỗ sồi rất là đẹp, được có chiều cao là 61, chiều ngang là 32.5 và chiều sâu là 34. Một cái thùng loa có cái hậu rất là sâu. Loa chỉ đơn giản gồm hai đường tiếng, một là bass 25 và một là tép giấy. Nếu các bạn để ý thì thấy tép giấy này là dòng dùng trong dòng tép của những dòng L100 hoặc là 4311. Dòng tép này rất là hay nên được hãng tái sử dụng lại trong rất là nhiều đời loa. Thì mình chỉ nhớ mang máng vài một hai đời để kể vậy thôi. Nếu các bạn để ý thì thấy, nếu đã chơi lâu thì thấy rất là nhiều dòng loa JBL sử dụng dòng tép này. Đây, mình quay gần để các bạn nhìn thấy cái bát lồng chảo của nó. Nói chung là bát lồng chảo thì nó cho âm bát vừa hay, mà cái thiết kế này nhìn rất là đẹp. Nếu nói vui vui thì các bạn cũng chẳng sợ ai bóp mũi nó móp nữa, tại vì mũi của nó đã như vậy rồi thì chúng ta không sợ bị móp mũi nữa. Đây, model là, để mình quay gần lại đây. Model là đề cát 26. Bên trên nó có một cái núm để chỉnh rép cao thấp tùy nhu cầu sở thích của chúng ta. Được sản xuất tại Mỹ. Giờ mình tháo luôn cái lưới loa bên kia, các bạn sẽ thấy loa vàng rất là đẹp, không một vết trầy, không một đổ nào chắp vá cả, rất là đẹp. Hai loa đều còn rất là đẹp, lỗ thông hơi nằm phía trước. Nhưng mình quay phía sau cho các bạn nhìn hơn thêm một tí. Đây, trạm loa nó có dưới này có cái chữ JBL nữa. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi, cái dòng này thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Tham quan giới thiệu một chút xíu thêm nữa rồi. Bây giờ mình sẽ mở ít để các bạn nghe. Chất âm là chủ yếu, chứ còn đánh giá cá nhân thì nó sẽ thiếu khách quan. Bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé. Xa trời quen đất lạ, nhiều đông lắm Hà Nội tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà đời không dám tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người đồng lính khổ viết bởi câu ca, vì tiền hay thiệt tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến
với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương lọt tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng thôi. Trong đoạn đầu video clip cái đĩa nó hơi dơ nên hơi có một chút tiếng sạc sạc, chứ không phải là do âm ly hay loa nha các bạn. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên, bấm nút like và chia sẻ nếu các bạn cảm thấy thích video này, và đừng quên bấm nút đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhất đến từ kênh Nguyên Hồng Audio. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip khác.